Tôi là tự giới thiệu, tôi là Sơn thuộc C3D4 EA9 sư 339 quân khu 9. Thì qua quá trình tôi sang tạt nhau được một ngày, tôi đánh nhau coi như là tôi kể cho một kỷ niệm. Ngày hôm nay là ngày thứ hai tạt nhau, tôi đánh nhau. Thì hôm đó là tôi cũng vào, là tôi cũng tiếp cận đơn vị và coi như là bắt tay với đơn vị. Thì đại đội 2 thì mấy anh đại đội 2 cũng về trở về đại đội 2, may là cũng không có thương vong, chính xác là may không thương vong. Mà tôi khẳng định là anh em chúng tôi khi đó là bắt đầu là thiện chiến, nó chính xác là thiện chiến. Và tôi khẳng định là tôi cũng là coi như là có coi như là một kỹ năng trong cuộc đời lính. Thì hôm đó thì sang ngày thứ hai tiếp tục vẫn đang đánh trong vườn dừa. Thì trung đoàn tôi là khi đó cũng bắt đầu đánh cũng cỡ trung đoàn đó, coi như các cái tiểu đoàn là cũng đánh coi như dồn dập luôn cả trung đoàn luôn, các cái đơn vị khác đánh ầm ầm mấy toàn khu vực gọi là cái núi Tâm Lưng Tà Keo, của cái đường đất đỏ tôi còn nhớ là một đường đất đỏ. Còn tôi gọi là khu vực Tà Keo tôi gọi là ngoài ngoài ra lính của tôi gọi là núi đất. Thì nói thật với các bạn là các cái địa danh ấy, thì tôi cũng không được rõ lắm đâu, tại vì khi đó tôi cũng là lính cho nên là các địa danh tôi có khi nhớ nhưng mà tôi cũng có khi tôi cũng quên. Đấy, mà tôi nhớ chỗ nào thì tôi nói rõ cho nên các bạn ra cũng thông cảm. Thì khi đó là tôi từ ngã ba Tà Keo vào cái vườn dừa đấy thì khoảng 2-3 cây số thôi, nhưng mà khi đó là bọn tôi tiếp tục đánh ở trong vườn dừa. Anh dừa thì sang ngày thứ hai của đời lính tôi, trong ngày thứ hai của cái ngày thì tôi sang đơn vị đó là đánh Tà Keo. Thì hôm đó là đánh vào vườn dừa thì tiểu đoàn bọn chúng đoàn chúng tôi á, là đi bên bên tay phải, à, đi bên tay trái tiểu đoàn 5 tay phải ở tay giữa, còn tiểu đoàn 6 là đi coi như là ba tiểu đoàn cứ đánh xông lên, đánh xông lên chia từng mũi một nhỏ xông lên để chia cắt từng. Thì hôm đó là chúng tôi bắt đầu là tập trung đánh vào vườn dừa. Thì không biết là cấp trên người ta có biết khu đó là khu của hậu cần của thằng thằng Pol Pot không, tôi cũng không biết. Nhưng mà khi bọn tôi bắt đầu đánh lên đó thì mờ mờ sáng mà tôi áp sát vào trạm Pol Pot thì 5 sáng bắt đầu tôi nổ súng rồi, 5 giờ sáng bắt đầu nổ súng rồi. Hôm đó thì coi như là bọn tôi chặn cái coi như là bọn tôi luồn vô bọn tôi chặn đánh coi như là pháo binh không 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 không, không thấy hỗ trợ, nhưng mà ngay hôm qua là pháo binh bắn dữ dội luôn hỗ trợ cho bọn tôi. Thì tôi còn nhớ là vào đến vườn dừa thì bọn tôi đánh tiểu đoàn của tôi đánh lên cánh phải đó, cánh trái đó. Thì đi thẳng vào bọn tôi bắt đầu đánh sâu xuống. Thì tôi là năm là đánh giật lùi lại, tức là một chính diện là đánh giật lùi, còn tôi đánh sâu để 6 cái thì cũng đánh sâu vào, tức là đánh với thành phòng mình đánh theo cái kiểu gặm kim đó. Đấy là hai tiểu đoàn là đánh thẳng xuống, đánh thành mũi coi như đánh thẳng xuống, đánh sâu xuống, còn thế là năm là đánh chậm lại. Đấy, còn ta đánh từng theo kiểu từng vùng một, tức là tôi còn nhớ nhớ được tưởng tượng như thế. Thì khi đó là kiểu trung đoàn của tôi có nhiệm vụ là phải đánh ôm toàn bộ cái vườn dừa đó. Ôm vườn dừa đó thì cái ý đồ của cấp trên là biết rõ đó là cái khu vực hậu cần của cái thằng Pol Pot, cho nên là hai tiểu đoàn 4 bọn tôi và tiểu đoàn 6 coi như là đánh thành vòng kỳ, coi mở mũi đánh sâu, đánh nhanh đánh sâu xuống để thành vòng kỳ. Đó là ý đồ của trung đoàn như thế. Thì hôm đó tôi còn nhớ là bọn tôi đánh vào thì lần đầu tiên bọn tôi cái hướng bọn tôi là cái đại đội tôi là cái đại đội mũi đầu, tức là thành cái mũi nhọn đánh. Tôi đi thứ ba, thằng Hiệp đi sau tôi, ông Lương là đi trước tôi. Đấy, còn cái thằng Bằng á là hắn đi, thằng Bằng Bằng thì Thủ Long là hắn đi đường đường trước tôi nữa, tức là thằng Bằng dẫn mũi. Thì lúc đó còn tôi vào coi như bất ngờ tôi đụng bầy bầy bò đụng bầy bò mà coi như là thấy cái bưng luôn, hắn ăn coi như thấy đổ lõm cả một khu vực luôn. Đấy, hắn đổ lõm cả một khu vực. Thì bọn tôi tưởng là có bầy bò nó ăn thôi, không ngờ là coi như bố hắn nằm ở dưới coi như đào ngầm, hắn nằm ở dưới cái bầy bò, hắn để cho bầy bò ăn lên trên đấy, bầy bò lên đấy. Thế bắt đầu bọn tôi mới đi thẳng lao thẳng xuống. Thì khi ý đồ của tôi là vào đó là định bắn con bò bắn con bò đấy con thịt, bắn bò nhưng mà bầy bò nó phải tầm khoảng 200 con, không biết coi như nó ăn lúc sinh ngầu thấy đỏ nó kết cả một con đường trước mặt, nó đỏ được hết đường trước mặt luôn.
thì bắt đầu là tôi mới bò lại, bị bắn bò thì bắt đầu là vô nó nổ súng, vô nó nằm ở trong cái bầy bò nó nổ súng, nhưng mà lại đào hầm nó nằm ở dưới nhưng bò nó đã lên lên, nó nằm im, bò nó lội coi như là bò với vô nó lộn xì ngầu với nhau đó, nó lộn xì ngầu luôn, nó lộn xì ngầu mà rất chi là khó đánh, khó đánh lắm, một bầy bò luôn. Thì bắt đầu là bọn tôi mới giật lùi ra, giật lùi ra bắt đầu là hai bên đánh nhau, bắn nhau, mà răng mà bò khi nó bắn nhau như thế mà bò không chạy cũng đời nữa, có con bắn trúng hắn là hắn chết rồi, con bị thương rồi hắn rống la, nhưng mà hắn cứ lấn quấn quấn chạy vòng quanh khu vực đó thôi, không biết là kiểu cách chi nữa, hắn giữ bò cũng như mà chọi thôi. Mà bông bốt không thấy là nào, nhưng cứ thỉnh thoảng hắn lại nổ súng, hắn bắn tỉa cứ hai viên một, hai viên một. Con ngược đời đó, bắn 2-1. Hai mươi một thì khi đó là bọn tôi mới đại đội mới dừng lại, dừng lại bắt đầu bàn kế hoạch, bàn kế hoạch. Để con nhớ ông Tâm cũng bảo bây giờ là đại đội tôi có 3 trung đội, trung đội 1, trung đội 2 và trung đội 3. Thì tôi là hắn thuộc trung đội 3, tôi thuộc trung đội 3. Thì đại đội 3 thì trung đội 3 của tôi là trong cái đó là cả trung đội á, thì trung đội đủ là phải cỡ mấy mấy hai mấy thằng rồi, thì trong khi đó là còn có mua 9 thằng cả trung đội, tức là mỗi trung đội còn có 3 thằng, cả trung đội 9 thằng. Thì ông Tâm cũng bảo là trung đội 1 là phải đánh theo cái kiểu coi như là mình đánh thẳng giữa bầy bò, bắt đầu đánh kiểu đánh nở hoa đánh tung ra đấy, mình làm kiểu đó. Nhưng mà cái ông Công người Hà Nam Ninh, ông trung đội 2 ấy, ông là theo tôi nghĩ là ông nói lại rất chính xác, tại vì nếu đánh vô đó thì khác chi mình vô mồm mồm quỷ mà không có cái gì lợi dụng nhân vật cả, mà lại giữa ban ngày mình vào đến chỗ thằng nào chết thằng đó với hắn liền, tại vì hắn có công sự, hắn có thông hào đàng hoàng, rồi hắn báo cha kính mình chả biết đến chỗ nào cả. Mà trong khi đó là vô cái bầy bò đó là hắn một cái bãi trống mà, một bãi trống không có vật che khuất che đỡ, mà trong khi đó mình đang ở ngoài vườn dừa đây. Thế bắt đầu là không theo cái hướng đó nữa, thì bắt đầu là đại đội thành một hàng dọc đi bọc xa mà ôm đấy, ôm tròn lại, ôm tròn lại, ôm tròn bí mật, ôm tròn là tức là đánh đằng sau đấy, đánh lại, đánh đằng sau đánh lại, để lên một khẩu. Cái lúc đó là tôi nhớ là cái đại là ở đại đội tôi là hắn lại có một khẩu đại liên Kononov đấy, nhưng mà tôi không bắn Kononov tại vì tôi không học nên không bắn đấy. Thì một khẩu đại liên Kononov là nhớ là thằng Thêm là một này, thằng Khang là hai, thằng Hoan là ba, ba thằng Thanh Hóa nữa rồi, à thằng Dũng, thằng Dũng nữa là ba thằng, là bốn thằng Thanh Hóa ở một cái khẩu đội Kononov đó đấy. Ở đây thì cộng thêm với hai thằng, ba thằng bộ binh nữa, coi như là bắn hỗ trợ. Còn anh em của tôi đại đội tôi là bắt đầu bọc ra luồn sâu đánh đường sâu đánh lại, tức là bánh bọn tôi theo cái phương pháp pháp là đánh vô hồi, tức là nhử bút bốt chỉ có hướng khẩu đại liên thôi, nhưng khẩu đại liên với điều kiện phải bắn nhiều đấy, phải bắn nhiều, nhưng mà khi đó là đại liên đấy thùng một, thùng một thì hắn bắn cũng dữ dội lắm, hắn có công sự mà hắn nằm chỗ bắn. Thì cái phương án đó là chính xác, đấy chính xác, và cái phương án đó là chính xác. Nó bắt đầu là bọn tôi vòng lại, vòng sau bọn tôi bắt đầu là bò, và khi bọn tôi vào đằng sau nó bắt đầu từng mũi của tôi lợi dụng dị vật, lợi dụng gốc cây bọn tôi bò lên, bò lên. Thì lúc đó nói thật mà nói là khi phát hiện là hắn dùng bò để hắn làm vật cho khuất cho đỡ, hắn làm dùng bò để vật cho khuất cho đỡ, tại vì đang bò là cứ khoảng cỡ 5-6 con thì hắn buộc lại 10 con. Hắn lại không thả cả, nhưng cứ 5-6 con thì hắn buộc con, hắn buộc cho la rau nữa. Cho nên bò hắn không chạy buộc, cái con đầu đàn ở đó thì bò hắn bật được đó. Hắn lại còn chơi cái kiểu đó nữa, hắn buộc lại. Còn ngược đời đó, cho nên là mình không làm gì khác, hắn buộc lại. Mình lên mình biết hắn buộc lại. Cứ tưởng mà tại sao mà đánh đi giữa, bắn đi giữa mà không thấy bò chạy. Cho nên những con bê con này, những con nhỏ bắn là hắn không thể chạy được, mà hắn buộc lại. Hắn còn một đời nữa, cho nên là mình lần sau là mình đánh, lần sau đánh đây mình phát hiện được. Cũng may mà không đánh vô giữa, đánh vô giữa là mình chết.
chết hết đất luôn, nó lừa mình rồi. Thì cái ông công này là mình là ông phát hiện ra và ông bày được cái mưu đó. Ông khi đó ông mới là trung phó rồi. Ông công nhưng mà ông nhiều tuổi, ông ấy khoảng ông hơn tôi thì khoảng khi đó ông hơn khoảng 4-5 tuổi chứ. Ông có vợ rồi. Thì bắt đầu là đánh đường sau đấy, đánh lên thì coi như là bọn tôi ôm đứng bầy bò, bọn tôi bắt đầu là đại liên lên đây bắn, coi như là bọn tôi bắt đầu bò lên coi như áp sát vô, thì biết rõ là coi như là hắn dùng bò của đó. Hắn cột lại, mà hắn cột cho bài đống luôn, mà đào cũng sướng bài đống luôn, không đào một dừa cũng một đời. Hắn lừa mình mình tưởng là mình thấy bò là mình hút dài thì mình ra mình chơi là coi như ăn đủ luôn nhé luôn. Chỉ cần bắn chết một con bốn con thằng tung tung là hắn diệt gọn luôn. Chủ quan này. Nên là khi đó là cũng may của tôi. Bắt đầu bọn ta đánh thì không đầy 3 phút bọn tôi tiêu diệt. Hắn nằm trong bầy bò tầm khoảng 30-40 thằng. 30-40 thằng nhưng mà đào không sự nó nằm cắt từng mảng cỏ một đó. Hắn tóc lên tủ đi. Hắn đào không sự vững chắc lắm á. Nhưng mà tôi biết rồi. Bọn tôi chụp, bọn tôi nhử ra đánh, bọn chúng bắt đầu hé ra, bọn tôi choáng cho, bọn tôi đánh cho. Đánh cho thì hôm đó bọn tôi diệt cũng khá đó, diệt khoảng đến 20-30 thằng nữa. Thế mà bọn địch nó bật chốt chạy hướng đường tiểu đoàn 5. Hắn chạy hướng đường tiểu đoàn 5, thế là tiểu đoàn với đại đội của tôi là hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, thành một cộng kình, đến lần 60 tê là cũng đánh thẳng vào, thấy cũng ngang bọn tôi cũng thành một cộng kình. Bắt đầu tiểu đoàn 5 đánh ồ lên thì ba tiểu đoàn ôm khu đó là một khu vực hậu cần của thằng Phú Phốt. Thì vào đó còn nhớ là những cái nhà cái kiểu hắn làm cái nhà sàn đó, một cái nhà hắn dài khoảng 20-30 mét đó, hắn đóng. Những bọn hắn là thời Phú Phốt là hắn ở theo công xã, tức là ngày xưa như nông trường mình đó, nông trường công xã, tức là hắn làm theo công xã. Nhưng mà dân thì không có máy nữa, nhưng mà đa số là gà này, đường thốt nốt rồi máy khâu rồi là bò rồi trâu rồi coi như hắn nằm còn đang chán ở trong đó. Như là trung đoàn 9 của tôi là coi như là khi mà tôi ôm mà tôi đánh được là coi như là đợt đó cái ngày hôm đó tiêu diệt cũng nhiều, cả ba tiểu đoàn tiêu diệt khá phải có hơn 100 thằng đấy. Một tôi chiếm khu hậu cần ở ngay vườn dừa luôn. Chiếm khu hậu cần ngay vườn dừa luôn. Thì ở đó bọn tôi ở đó coi chiếm khu hậu cần đó thì khổ lắm, như là lính bọn tôi á thì súng đạn nhiều, mà mỗi thằng làm cái đường thốt nốt, đường thốt nốt làm bánh một này, mỗi thằng kiếm ba bốn bánh vừa chạy vừa nhai, còn toàn bộ khu đó là coi như là để cho phía sau người ta thu dọn, mình có được ăn cái gì bỏ cũng ăn rồi bê cũng ăn là tiếp tục lại vận động tiếp. Vận động tiếp thì bọn tôi vận động lúc đó tầm khoảng mình nhớ khoảng 4 giờ chiều tầm khoảng 4 giờ chiều thì bắt đầu ta đánh vượt qua vườn dừa, tức là bọn tôi đánh gọn trong cái vườn dừa đó, là hắn cũng có khu nông trại công sở của hắn luôn, tức là khu vực hậu cần của quân tốt. Mà không biết cái phường vực đó, cái hậu cần đó là dành cho nông trại hay là dành cho quân đội tôi cũng chưa rõ lắm, tại vì không có quần áo như quân đội, tức là hàng quần áo, hàng nhu phẩm, hàng đồ quân sự là không có, nhưng mà chỉ có thấy đường này, thốt nốt này, đậu xanh này, rồi lúa này, nhất là lúa là nhiều nhất. Lúa phải đến hàng nghìn tấn chứ đâu hàng trăm tấn. Xếp từng kho lúa bắt đầu mình bắn nó cháy nửa một nó cháy. Kho đậu xanh rồi kho gà rồi vịt rồi bò, nhất là bò là nhiều nhất. Đấy, bò là nhiều nhất. Đấy, tức là toàn hàng tươi không thôi, chứ đồ hộp, chứ đồ quân sự súng đạn không có. Đánh một khu hậu cần vẫn. Đánh một khu hậu cần vẫn là cái ngày thứ hai đúng là trung đoàn mà tôi đánh vào đó. Thì như các trung đoàn 10 hoặc là trung đoàn 8 đánh thì tôi cũng không rõ, tại vì khi đó tôi là lính cho nên tôi cũng không nói, nhưng tôi chỉ nói chuyện về cái trung đoàn 9 của tôi thôi. Thì bắt đầu là đến 3 giờ chiều mà tôi dừng quân lại. Ngày hôm đó là ngày thứ hai, là cái ngày hôm đó là có ngày thứ hai mà tôi vào tập giao ta đánh là ngày thứ hai đó, là cũng chiến thắng hoàn toàn. Mà ngày hôm đó thì nói chung trong vòng 2 ngày anh em hy sinh cũng gọi là ít, không có nhiều. Cũng có 10-15 anh thôi, trung đoàn có nói đó. Thì đến chiều tôi mới dừng quân lại thì
Hôm đó là mấy ông nữa là bảo là bây giờ ta sẽ bò nó quay lại. À, bắn cái nguồn B 5 tuổi thì đi là tổng thể là coi cả đại đội là cắt cử là cứ mỗi đại đội 4 anh thì bắn xong là phải phải xéo xéo cho làm coi như là hai thằng đeo thịt rồi phải lấy đậu xanh nữa rồi lấy lấy đường thốt nốt nữa đấy, còn những cái kho vải coi như là hắn cứ từng xúc bột lên này, hắn xếp bột, bắt đầu là làm thằng coi như là vài chục mét vải để về làm đệm đồng. Đấy, cách kho thì khoảng đến gần cây số đấy, để làm đệm nhà. Thì ở đó dừng quân ở đó thì khoảng 3 ngày, dừng quân 3 ngày là tiếp tục nhận tân binh. Hôm đó tôi nhớ là nhận tân binh là nhận lính Hà Nam Ninh là một, lính Cửu Long là hai, lính Hà Tĩnh là ba, à Nghệ An là ba. Ba đợt đó là tân binh là ba đợt nhập tiếp tân binh, tức là tôi vô coi như là nhập tiếp tân binh tiếp, tại vì đơn vị khi đó nó thiếu tượng quá. Nhận 3 ngày tân binh thì khi đó là tôi làm A trưởng. A trưởng thì nói một A thì một A chính xác đủ là khoảng từ 8 đến 9 anh, nhưng mà nói chung là tăng thêm được mỗi A là 2 anh nữa à, thì được khoảng 6 anh đó mỗi A, nhưng mà cũng là cũng tạm đủ rồi, cũng được rồi. Nhưng mà tân binh thì nên chính xác là ở ngoài Bắc khi đó chiến tranh ấy, thì tân binh người ta huấn luyện chỉ bắn đi bắn AK thôi, hắn chưa thuần phục mấy cho nên hắn rất chi là khổ, mà mình dễ bị chết oan với tân binh lắm. Chết oan ví dụ khi mình mục địch đó, là hắn không bắn chính xác. Tôi nói đây thì tôi cũng là tân binh, nhưng nói thật với các bạn là tôi cũng là tân binh, cho nên tân binh tôi biết là tân binh khi bắt đầu vào chiến trường đầu tiên đó là coi như là nằm xuống hoặc là ấy và rơi súng trên trời đó, một là mất đạn mình, hai là coi như không đúng vị trí, ba là đổ mục tiêu, nguy hiểm nhất là cái đoạn đó đấy. Mà đời lính tôi cũng làm tân binh được hết rồi, cho nên là tôi rút kinh nghiệm được. Và khi nhận tân binh là nếu mình không thận trọng, mình không có biết cách là coi như là hắn dễ phạm lấy mình, không phải là họ bắn mình nhưng mà thực tế là họ làm cho mình sai mục đích để nó làm lộ mục tiêu, nó là cái việc tân binh. Nhưng mà chính xác là đợt đó của tôi vào thì tân binh nhân dân ở Bắc cái lòng dũng cảm người ta rất mạnh, người ta đánh nhau người ta tốt, chỉ cần một bữa người ta có vô chiến trường người ta đã làm dài rồi, một bữa người ta vô dặn dài rồi, cho nên là của tôi nó 3 ngày là lấy tân binh bắt đầu ổn định. Ở đây thì đầu tiên là bọn tôi lại tiếp tục nhận nhiệm vụ đánh tiếp. Đánh tiếp thì cái trục đường đất đó từ Đà Ba Tà Keo vào, thì từ đến chỗ Đà Ba Tà Keo vào thì là một đường đất đỏ. Thì cái mùa hè là cứ bụi mù luôn. Xe hắn chạy nói là cứ mỗi lần khoảng 4-5 xe là coi như thấy như kiểu phá. Phá mù luôn. Nó phá mù luôn mà xe là trong chiến đấu nó chạy gấp mặt lắm, chạy nhanh lắm. Xe tăng nó chạy rồi xe bọc thép thì có loại xe hắn chạy là hắn bùng mình trời đất ấy. Thì bọn tôi nhận nhiệm vụ thì hôm đó tôi đánh theo cái hướng bên tay trái của cái đường trục đất đỏ, đường đường đất đỏ đó, thì tiểu đoàn 5 đi đánh theo đường đất đỏ, còn tiểu đoàn 6 cũng đánh bên đây. Đấy, tiểu đoàn 4 đánh bên đây thì cái tiểu đoàn 5 đánh ra thẳng theo coi như đánh lao thẳng của đường đất đỏ, thì bọn tôi vẫn giữ vị trí cũ như ngày hôm trước để bắt đầu đi thẳng vô. Thằng U thì hôm đó tôi còn nhớ là cái ngày đó là lần ngày thứ ba tôi đánh nhau, thì đánh vô cái vườn rừng đó hắn cũng là hắn thường làng làng một, nhưng mà cứ mỗi cái làng á thì hắn có những cái lũy tre gai thì những cái rạng cây đâm bầu đấy, lũy tre gai là cây đâm bầu, nhưng môn bốt hắn đào hào dày đặc, lô cốt dày đặc, tức là hắn đào thông hào với đào công sự dày đặc luôn, làng kia đào coi như là cứ coi như hắn đào một tuyến từ cái chỗ bọn tôi hành quân bắt đầu luồn vô đó, bọn tôi đụng địch đó thì hắn bọn tôi đánh thẳng xuống là hắn dày đặc luôn, phải đi cỡ hàng mười mấy cây số luôn đấy, đánh sâu vẫn cứ đụng những cái tiếng hào đó. Nhưng mà cái là khi vận động vô đó là bọn tôi chỉ trong lúc bốn mấy cái là bỏ chạy đấy. Thì tôi nói các bạn là tại sao nó bỏ chạy, tại vì Pol Pot khi đó là mục tiêu của hắn, là mục tiêu của Pol Pot khi đó là ở trong núi, nhằm mục đích giữ cái kho đạn bên trong núi,
cách của tôi đánh đó tầm khoảng ở 8 cây số, 8 đến 9 cây số gì đó. Mà trong nó có một cái kho nữa. Đấy, trong nó có một cái kho nữa, một kho lớn ở cái ngoài của tôi tiếp cận đây. Đấy, cái kho trong chân núi mới là kho lớn. Gọi là tổng kho luôn, cả đạn, cả súng, đạn, cả quân tư tàng nằm trong đó. Thì bọn tôi đánh xuống thì coi như là liên tục vận động, nhưng mà cứ đụng địch thì khoảng có 10-15 thằng hắn bắn xong đã bỏ chạy. Hắn bỏ chạy để bảo tồn lực lượng, để hắn không dám tiếp cận, cho nên cái mức hy sinh của hắn bọn tôi đánh rất là nhanh. Tôi ngày hôm đó cả tiểu đoàn bọn tôi vận động phải tầm khoảng 6-7 cây số không biết, những người tái này. Nhưng cái tiểu đoàn 6 này hắn thắng quyết liệt, tại vì ngày hắn gọi là hắn dọc xuống chân núi, bên bên đó địch chân cố thủ. Cho nên cái đường năm, cái đường trục đường đó tiểu đoàn năm hắn cũng không chống cự mạnh. Hắn gài mình rồi là hắn cứ đánh để hắn gọi là hắn kháng cự tí, hắn giống kiểu đợt mình mười chiến dịch ạ. Đợt mình chiến dịch ạ, hắn nói lúc mới cái là bỏ chạy để áp một đùi rừng để bảo tồn được, hắn cũng hình thức như đó để hắn vô núi. Đấy, hắn dừng chân mình lại và nó cầm chân mình, cầm chân mình thì bọn tôi đánh một cái vào đến tôi nhớ đánh vào cái khu vực đó là có khi đó là làng bản, là những cái làng bản rồi những cái khu cánh ruộng mà tôi đi rất là suôn sẻ, sợ tôi đi phải có 7-8 cây số đấy, coi như là vừa đánh trong ngày mà đi 7-8 cây số là nhanh đấy, rất là nhanh. Thì tôi vào đến chân núi bắt đầu đi chân khắp đến cười, thì hôm đó thì nó chính xác là bọn tôi đánh nhau với một loạt phụ nữ. Đánh nhau với một loạt phụ nữ. Thì ngày hôm đó thì nói thật các bạn là tôi được chứng kiến đánh nhau thì cái đồi đó nó hình chóp nón, cái bình độ của tôi là cái bình độ, thì cái bình độ đó tầm khoảng độ cao nó không quá 200-300 mét, mà tôi gọi là bình độ hình chóp nón. Nhìn đứng ở cánh đồng nhìn xa là mình thấy mà mờ mờ, rồi bắt đầu mình tiến vô chân núi đó, bắt đầu mình chân hắn phản công lại. Để anh thắng công lại thì cái tốc độ của tôi tiến cả một tiểu đoàn nên nhân rất mạnh. Đấy, rất là mạnh. Cho nên một tôi vào đó thì coi như cái đại đội tôi đánh thắng cái bình độ luôn. Hay là xô thừa thắng xong lên thì đến chân núi bắt đầu đánh. Hắn bắt đá. Bắt đá thì bọn tôi vẫn lợi dụng đến thì bọn tôi xuôn xéo, tôi xông lên thì tiêu diệt khoảng đến 10-15 thằng. Tiêu diệt đến 10-15 thằng thì đến cái khoảng giữa. Đến cái khoảng giữa thì khi đó tôi còn nhớ là tầm khoảng 3 giờ chiều, tầm khoảng 3 giờ chiều thì bắt đầu đến khoảng giữa thì bắt đầu có một cái ổ đề kháng luôn. Những cái ổ đề kháng nó có một khẩu trung liên, tức là khẩu RPD. Thì bắt đầu chống cự, chống cự quyết liệt luôn. Đấy, tức là khi đó bọn tôi mới khựng lại, bọn tôi mới chia mũi ra, bọn tôi bắt đầu là tổ chức mũi vua hồi, mũi bọc, mũi bọc. Thì cái ổ đề kháng nó chỉ có 3 đứa thôi. Không có 3 đứa thôi nha, cái vòng núi mà có 3 đứa một cái ổ đề kháng thôi, mà cả đại đội tôi phải chật vật nhé, cả đại đội phải chật vật nhé. Thì coi như là khi đó tôi mới lên lên thì ăn theo trường trường lên những cái khu đồi trong đó nó là bắt đầu là có cây dầu, cây dầu trong miền Nam gọi là cây dầu đó. Thì bọn tôi lên từ cái chân núi nó lên tầm giữa thì tầm khoảng 100 mét, và tôi lên khoảng 100 mét thì bắt đầu hắn chống cự quyết liệt. Có anh bị thương. Đấy, có anh bị thương thì bắt đầu là tôi mới khực lại bắt đầu là bắn bằng cách là bây giờ phải đánh theo không kiểu đánh theo kiểu gia đàn nữa, mà đánh phải đánh theo cái phương pháp là đánh vô hồi và bọc hai bên. Khi mà tôi đánh còn nhớ là cái mũi tôi á, là cái mũi tôi lại làm vô cái mũi giữa, cái một khẩu đại liên nữa vô mũi giữa, thì bọn tôi bắn vô hồi để cho hai cái mũi cứ đại bộ là của trung đội một với trung đội hai hắn bọc. Hắn bọc thì bọn tôi phải tầm khoảng mất khoảng ngót hết gần 1 tiếng để áp sát được. Đấy, áp sát được thì coi như là hai khẩu AK hắn vẫn bắn và một khẩu trung liên gọi là RPD, bọn tôi gọi là RPD bắn. Hắn bắn thì coi như là hai cái mũi của trung đội hai của ông Công là ông bắn chết 2 đứa AK. Đấy, cái cánh này bắn chết 2 đứa, thì còn khẩu trung liên đó, vẫn bắn. Đấy, khẩu trung liên vẫn bắn, nhưng mà 3 đứa đó là mỗi đứa tầm khoảng 30-40 quả lựu đạn, 30-40 quả lựu đạn, mà cái con trung liên nó đang xích chân lại,
Thế còn Trung Liên á, bác xích chân bạn, còn Hakodaka là hắn bị hy sinh nhưng mà hắn không xích chân. Đấy. Nhưng mà mỗi đứa 30 lựu đạn, nhưng mà tôi không ám sát cho nên không ném lựu đạn, nhưng mà tôi bắn chết mẹ hai đứa rồi. Chết mẹ hai đứa này. Những cái con Trung Liên nó có một túi mìn, túi lựu đạn đó, cũng khá to đó, hắn cũng gần như bằng cái ba lô luôn. Nhưng mà cái túi gọi là túi đeo này mà bỏ đầy cái túi lựu đạn, toàn lựu đạn cầu không. Lựu đạn cầu không thì cái con Trung Liên nó đang xích chân. Còn Trung Liên ăn xích chân thì bọn tôi bắt đầu là hai khẩu AK bị cái đại đội trung đội 2 của bắn chết, thì thằng đứa Trung Liên là hắn bắn cũng cái đạn. Bắn rồi bọn tôi xông lên. Hắn bắn hết đạn xông lên. Đấy. Thì cũng may là hắn đang bắn xích chân lại, cho nên cái túi lựu đạn hắn kiểu hắn bắn á, hắn kiểu cựa là hắn đâm xa, hắn làm bẹ về chỗ khác. Hắn không gần có nó nữa. Không cần có nữa, mà hôm đó anh em mình tôi là thấy con một đứa chủ quan mà hôm đó mà đúng lựu đạn mà bên cạnh hắn là coi như hắn là liệm của cũng nhiều anh hết hơi hết luôn. Hắn liệm hết hơi luôn. Ba đứa gái thì bắt đầu tôi bắt sống. Thì hắn chích chân thì bắt sống thế thôi, cũng không có thì xuống sụp lại, thì anh em coi như là thấy con gái mà xông lên thì coi như là có mình hắn đó. Hắn mình lên thì tự nhiên hắn chửi mình. Hắn chửi thẳng tiếng Thái Bình luôn. Chửi thẳng Thái Bình luôn, tức là hắn là người Thái Bình. Hắn là người Thái Bình. Đấy. Thì coi như là hắn bảo là chúng mày cứ giết tao đi. Chúng mày cứ giết tao đi. Đừng bắt sống tao, cứ giết đi. Thế là hắn nói là tao là người Thái Bình. Căm phẫn mình cỡ đó, tao là người Thái Bình, chúng mày giết tao đi. Vụ bọn tao đánh cái chóc núi cái chóc đó, chúng mày giết tao đi. Thì khi đó là tôi bắt sống được thì bọn tôi cũng chung tay lắm, nó chỉ xá là có hiếu chiến đó, chung tay thì bọn tôi bắt sống được. Thì sau này thì anh cái tiểu đoàn á, người ta mới kể lại. Sau khoảng 3 ngày sau người ta kể lại, tức là cái cô đó là người Thái Bình. Sau cái người Thái Bình năm 1975 ở miền Nam hoàn toàn giải phóng thì vô tỉnh Kiên Giang làm kinh tế. Vô tỉnh Kiên Giang làm kinh tế thì Pol Pot đánh Úc bắt sống được 500 người Thái Bình. Thì hắn ép đứa lúc đứa thì hắn hết dâm hắn giết đứa thì coi như hắn ép làm lính. Đánh trả lại lính Việt Nam mình. Đánh trả lại lính Việt Nam. Đó là cái vụ con gái Thái Bình là bọn tôi được chứng kiến, là hắn tự xưng hắn là người Thái Bình. Tự xưng là người Thái Bình. Nhưng còn tra hỏi như thế nào đó là do cấp trên, còn bắt chỉ có dao mà tôi tiếp tục tiến tiếp.